Em ở dưới quê thì thật sự là hai tụi em á là nửa cuộc đời gặp lại. Thì em cũng đã từng đổ vỡ. Em có một bé trai 9 tuổi thì anh ấy cũng cũng ly hôn. Thì anh cũng có 4 đứa con ở bên Mỹ. Dạ. Con anh lớn chưa anh? À, con đã lớn rồi, đã ra trường đại học hết. Dạ. Thật sự là mình về quê là để đi ra nhà rồi mới tới nhà của Ngọc mà mình cũng không biết Ngọc là nhà mà mình được giới thiệu. Anh Sáu thấy sao Ngọc sao? Nói anh đâu dám nhìn đâu. Bác gái đang ngồi trước mặt anh tới anh chỉ thấy cái đùi của Ngọc cái tươi thôi. Cái cuối xuống đâu vậy? Cái cuối xuống thôi. Bây giờ em cho anh một cơ hội cuối cùng và hãy nhớ, còn anh không về tại em có chồng nha. Thì anh quyết định bay về gần 27 Tết luôn. Là sợ mất giờ? Dạ là sợ mất. Có nói chuyện gì đâu. Ông hành động. Dạ ông hành động. Ông anh bắt đầu hành động. Trong lòng em thấy Thuận này cũng là tính toán rồi, nói là đêm nay hứa Ngọc cho dẫn đi coi pháo bông. Nhưng mà theo vậy thôi, pháo bông mà về nhà mình đốt pháo hay hơn. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Mỹ Ngọc, em đến từ Bến Tre, năm nay em 31 tuổi. 31 hả cưng? Dạ. Công việc của Mỹ Ngọc là gì? Dạ em là một doanh nghiệp nhỏ thu gom và xử lý rác thải tại huyện của em á. Ở huyện. Dạ, ở Bến Tre. Dạ. Còn anh ạ. Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thuận, Anthony là tên Mỹ. Em từ bên California ở Mỹ. Dạ đây. Dạ. Anthony. Dạ, Anthony là Anthony. Tên Mỹ. Dạ. Tên tiếng Việt Nam là tên Thuận luôn. Tên Thuận luôn. Dạ. Thuận. Dạ, xin được chào Anthony Thuận. Anh Thuận năm nay là bao nhiêu cái xuân xanh? Gần 60 năm cuộc đời rồi. Như vậy là mới năm mấy thôi? Mới năm mấy thôi. 56. 56 tuổi, dạ. Anh Thuận hiện giờ là công việc của anh là gì? Công việc của Thuận đó là nhà thầu chuyên về kiến cho cửa hàng thương mại. Dạ. Kiến cường lực. Kiến cường lực. Nhưng mà bây giờ là anh, công ty anh là ở Việt Nam, ở bên nước ngoài. Bên nước ngoài. Dạ. Vậy là anh Thuận là sống ở bên kia đúng không anh? Dạ đúng vậy. Anh đi đi lại lại á chị. Dạ. Anh đi đi lại lại chứ không có ở như thế. Không biết là cơ duyên nào mà khiến mà anh Anthony ở Mỹ mà gặp một cái cô gái ở Bến Tre. Thuốc Bến Tre. Lại gặp nhau như vậy. Dạ. Em ở dưới quê thì thật sự là hai tụi em á là nửa cuộc đời gặp lại. Thì em cũng đã từng đổ vỡ. Em có một bé trai 9 tuổi. Thì anh ấy cũng cũng ly hôn. Thì anh cũng có 4 đứa con ở bên Mỹ. Dạ. Con anh lớn chưa anh? Con đã lớn rồi, đã ra trường đại học hết. Thì tụi em không hai phương trời cách biệt, không biết ai là ai hết. Thì đến một ngày đó là dì bà con của em là bạn của gia đình anh, bên anh của anh này đi dự chung một cái tiệc, đi chơi chung thì mấy tình cờ gặp anh này. Anh này mới có cái tâm sự nó ông muốn về Việt Nam anh tìm một người vợ để chung sống sau này vậy đó. Thì tôi mới nói thôi gì đó đó mới nói là ở dưới quê có nhỏ cháu, thôi về dưới đi, bé này chắc chắn là con thấy con sẽ chịu. Thì qua ngày hôm sau em của ảnh mới dẫn anh xuống dưới quê em mà không biết đường vô nhà em nữa. Đi dọc đường thì phải hỏi thăm rồi mới vô được nhà em. Rồi sau khi vô nhà em như thế nào thì chồng em chia sẻ. Rồi Anthony lần đầu tiên gặp cô gái này, cô gái Bến Tre này có phải lòng không? Thật sự là mình về quê là để đi ra gà. Rồi mới tới nhà của Ngọc mà mình cũng không biết Ngọc là nhà mà mình được giới thiệu. Mọi người cứ xôn xao chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Nhà em thì phải nấu ăn. Nấu ăn để đãi anh này. Tự nhiên thì em mới lên, nói ủa anh đâu, anh gì đó đâu. Ủa anh đi đá gà. Chưa trời ơi, chứ anh đi đá gà. Xuống coi mặt tôi mà tự nhiên đi đá gà. Đi đá gà. Em cũng làm thinh thôi. Em vô cái đi cho đâu nửa tiếng sau thì mới về. Xong mới về thì đi trong đó, lần đi thì có hai người, ảnh và người em của ảnh. Thì anh này rất là bình dân chị. Thì anh không có tỏ vẻ gì là Việt Kiều. Thì dưới quê mình em cũng tưởng tượng ra là Việt Kiều thì chắc anh cũng sẽ khác mọi người. Sao em cũng thấy anh đi dép Lào. Anh nói ủa vậy ai Việt Kiều, ai Việt Nam? Rồi ai là chồng em? Cái xong rồi anh đó anh ốm ốm á. Rồi cái xuống vô bàn ăn thì chị Hồng Vân biết á, ở dưới quê mà có một người khách lại đang trả nhà, trả một cái gia đình. Nhào ra coi mắt. Nhào ra coi mắt đó. Đúng vậy đó, đúng thật. Mẹ em, anh chị em, nói chung là dòng họ ra đó, xuống vào một bàn xong rồi mọi người cứ đẩy em ngồi kế anh đi, ngồi kế anh đi. Thì bắt đầu ngồi kế thì cuốn cho anh này ăn đi. Hai đứa đâu có nói gì được. Em chỉ có hỏi là anh về được bao nhiêu lâu rồi. Thì khi chừng nào anh đi thì anh cũng trả lời em đúng hai câu rồi nghe xong cái nửa tiếng sau ăn sạch cái bàn rồi đi về. Nhưng mà lúc mà em ngồi kế bạn này, Ngọc ngồi kế anh, thì lúc đó anh đã nhận diện được là đây là cái người con gái mà gia đình muốn giới thiệu cho anh đúng không? Đúng vậy. Dạ. Lúc đó Ngọc ngồi kế bên và người em trai nói là Ngọc ngày kế bên anh Sáu đi, thì lúc đó mới là biết là được giới thiệu. Dạ. Thì lúc đó dạ, anh cảm nhận về Ngọc như thế nào, anh có thích không, anh thấy cái nét đẹp này có phù hợp với anh không? Thật sự là lúc đó mình chưa biết nhiều về Ngọc, mình cũng chưa có dám thể hiện cái tình cảm. Mình chỉ thấy là dễ thương, hiền,
nhà quê, mình thật sự thích là con gái nhà quê chứ mình không thích môi son rồi trang điểm nhiều. Mình thích thật sự là một người con gái Việt Nam ở nhà quê. Anthony thì hơi nhút nhát, thành ra thật sự là cũng không có dám ăn nhiều, cũng không dám nhìn. Sau này cái ấn tượng đầu tiên mới hỏi anh Sáu thấy sao, Ngọc sao, nói anh đâu dám nhìn đâu, bác gái đang ngồi trước mặt anh tới anh chỉ thấy cái đùi của Ngọc trắng tươi thôi. Tại vì cúi xuống đâu vậy, em chỉ cúi xuống thôi, anh liếc được cái đùi thôi. Em gặp ảnh thì em thấy thích ảnh không? Dạ em thấy cái người đàn ông này hiền chị, anh vô nhà em anh bình dân, anh giống như là anh rụt rè nhút nhát, nhưng mà sau này em mới biết anh dễ chị. Rồi sau đó thì anh Sáu có lấy số điện thoại của cô gái Bến Tre này không? Sau đó thì Anthony có xin số điện thoại của Ngọc, nói là để về anh sẽ có dịp và gọi lại và để tìm hiểu nhiều hơn. Anh lấy số điện thoại em về 4 ngày sau anh mới gọi cho em. Lý do gì sao vậy anh Sáu, bị mất điện thoại hả? Em là vậy nè, tâm trạng ủa mình đâu có nên nổi tệ đâu mà sao ổng xin số điện thoại mà giống không gọi. Cho tới một ngày đẹp trời là buổi chiều đó là ổng gọi, là ổng tại vì ảnh xuống em 3 ngày sau anh phải trở về Mỹ. Thì lúc ảnh điện cho em á, em thấy cái số lạ gọi cho em thì em ủa alo nè anh Hiệp nè, em nghe là em tức rồi chị. Em tức cái em mới nói vậy em cũng lịch sự em chào anh, thì anh cũng nói là anh lấy số điện thoại em nhưng mấy ngày nay anh bận quá, anh không có thời gian gọi cho em, giờ anh về tới phi trường rồi Hàn Quốc rồi, anh còn lại ít tiền trong cái xuyên Việt Nam này nè, anh gọi cho hết luôn. Trời ơi anh Sáu thiệt hà dễ sao luôn. Trời ơi em nghe em cũng tức nữa nghe vậy, nhưng mà em cũng thôi em ráng em lịch sự em kìm em nói chuyện thôi bây giờ anh nói đây rồi về bển á anh mới FaceTime nói chuyện với em sao nha, em nói dạ. Lúc đó trong đầu anh nghĩ gì thiệt luôn hả? Không, thật sự là giữa hai gia đình quen biết với nhau, thường cảm thấy hơi ngại là thứ nhất là mình hơi lớn tuổi, gần như là gấp đôi tuổi của Ngọc. Thì mình cảm thấy hơi ngại, cái tâm lý của mình, mình cảm thấy hơi sợ sệt nữa. Thứ hai là hai gia đình quen biết, thân nhau quá. Thận thì thích ham chơi, ngày xưa thì nó thật sự là về Việt Nam cũng một năm mấy là mình cũng có quen một vài người, nhưng mà cái tình cảm thì nó không đi tới đâu hết. Rồi mình sợ mình tiến tới, rồi mình đi, rồi mình để lại vết thương cho người khác, và sự mang tiếng của gia đình người lớn giữa hai bên là thân thiết với nhau, thành ra rất là sợ vấn đề đó. Có nghĩa là trong 3 ngày là anh suy nghĩ đó đúng không? Dạ, suy nghĩ cho chín chắn. Chứ không phải ham chơi đúng không? Hơi. Sau khi mà anh về Mỹ rồi á, thì 7 tháng tụi em qua lại bằng điện thoại thôi. Mà trời ơi, em nói chị ông Dân nghe là em phát hiện sự thật phũ phàng không à. Coi như là anh không quan trọng em chị. Mà không biết sao em mắc nợ ổng hay sao á. Tại vì gia đình á, hy vọng em là người sửa đổi ảnh cho ổng bớt đi chơi lại. Thì ở giờ Việt Nam với giờ bên Mỹ thì nó là cách xa em biết rồi. Nhằm khi em nói, em nhìn đồng hồ nó, ủa 1 giờ sáng, anh đâu còn ngoài đường nha anh. Đi chơi là em nói chị Hồng Vân bất chấp. Còn mỗi lần thí dụ sực nhớ tới mới điện cho em. 7 tháng trời yêu xa như vậy, tới lúc nào thì anh cảm nhận là anh yêu Ngọc? Dạ thật sự là Thuận còn nhớ lại, Ngọc có nói câu này nè. Ngọc nói là đây là lần cuối cùng cho anh, nếu mà anh cho anh một cái cơ hội và cho Ngọc một cơ hội để mình làm lại cuộc đời, cứ tình trạng kéo dài về hoài mình cũng không đi tới đâu. Đúng rồi. Thì tại sao anh không cho anh một cơ hội? Thì lúc đó mình nghĩ lại, thôi thì mình sẽ về. Tại vì còn 2 ngày nữa là 3 ngày nữa là tới Tết, Tết mình đó chị. Em mới nói thôi bây giờ em cho anh một cơ hội cuối cùng và anh hãy nhớ, còn anh không về trời em có chồng nha. Thì anh quyết định bay về gần 27 Tết luôn. Là sợ mất vợ. Dạ là sợ mất. Rồi lần đó anh về á là hai người là chính thức là coi như đặt vấn đề là sẽ đi đến hôn nhân luôn. Dạ. Phải không? Chưa. Hay là vẫn chưa? Chưa. Về để thử em. Trời, về để thử em chị. Thử là sao ta? Thử em coi em có thương thiệt không? Có ý đồ xấu xa gì không? Hay nhưng là mà em... nhưng mà bằng hình thức nào? Dạ là giống như về vậy nè. Anh nhất quyết nha, anh không ngủ nhà em. Anh ngủ. Anh ngủ hay mua theo? Đúng là 3 giờ sáng. Lúc đó là 3 giờ sáng rồi mệt lả người rồi. Cái em cũng giả bộ nha. Em nghĩ là người ở bên đó là người ta rất là thoải mái ở cái chuyện tình cảm đúng không chị Hồng Vân? Thì tài xế xách vali đồ vô phòng các em cũng thử em đi vô nha. Cái ổng vậy nè. Thôi em về đi. Về nhà ngủ đi. Về nhà ngủ đi. Cái em thôi em cũng đi về em thử coi sao nha. Em đi về nhà. Mà chị biết nhà đỏ dưới quê á có 100.000 đi mà. Là tưởng tượng cỡ nào rồi đó. Là tưởng tượng cỡ nào, vali phải thả dưới đất. Rồi ảnh thì ảnh nằm cái giường, nói chung là không có nước nóng nước lạnh gì tắm á. Em thả vô đó tự sống luôn. Rồi cái tới cái đêm 30. Cái đêm 30 thì đi đón giao thừa. Cái ở dưới quê em á mỗi năm chỉ có đốt pháo bông một lần là đêm 30 thôi chị. Cái đi ăn uống với gia đình xong rồi về thì lên xe em chở, anh đâu có ngồi xe, anh đâu chở xe Honda được, em chở. Rồi sao cái chút nữa vô chở anh vô nhà trọ rồi ở anh nói chuyện chút.
Cái em biết, mà tự nhiên trong lòng em suy nghĩ là chị Hồng Vân, em thấy em tội nghiệp. Tại vì anh cũng đi quá trời xa về thăm em. Vô khách sạn rồi thì ông có nói chuyện gì đâu. Ông hành động. Dạ, ông hành động. Ông bắt đầu hành động. Trong lòng em Thuy Thuận này cũng đã tính toán rồi. Nói là đêm nay hứa Ngọc cho dẫn đi coi pháo bông. Nhưng mà theo vậy thôi, pháo bông mà về nhà mình đốt pháo nó hay hơn. Thôi. Thế là sao anh không, anh phải chờ tới đêm 30 mà không phải là cái ngày anh về hoặc là hôm sau? Tại vì mình nghĩ, suy nghĩ một vài ngày rồi thật sự là mình lúc đó mình mới thấy thích nhà Thưa Ngọc. Rồi thứ hai nữa mình để dịp giống đúng là sinh nhật của Ngọc cũng là ngày 1 tháng 1, cũng trong cái Tết, để làm cái kỷ niệm và hy vọng là trong tương lai nó sẽ xảy ra liên tục như vậy hoài. Sau cái đêm đó là hai người đã là của nhau rồi. Dạ. Thì dạ, là ảnh có đặt vấn đề, lúc ấy anh có nghĩ là khi mà như vậy rồi thì anh có đặt vấn đề anh muốn cưới Ngọc liền không? Có. Bao nhiêu lâu thì cưới? Bao nhiêu lâu? Dạ, 9 ngày. Hả? Dạ. Rồi cũng chậm ghê anh ha. 9 ngày lâu quá. Coi như là cỡ mùng 9, mùng 10 Tết. Dạ, mùng 9 đó. Anh cưới Ngọc xong rồi thì anh ở Việt Nam được bao lâu? Hay là anh lại phải trở về Mỹ liền? Anh về được có 2 tuần thôi chị. Có nghĩa là anh cưới xong là ở dưới quê? Dạ, dưới quê. Ở quê là coi như anh về được 2 tuần là anh hốt được bà vợ luôn. Dạ. Xong anh trở qua Mỹ lại luôn. Dạ. Cái lúc mà đám cưới xong á, chị Vân biết 3 tháng sau anh về thăm em á, gần 10 ngày nữa anh mới về á, anh không liên lạc em. Anh không điện thoại, anh cũng... Chưa trò mất tích đó. Dạ, mất tích với em 10 ngày mà chỉ biết trời ơi, tự nhiên tâm lý em nó thiệt, em giống như là em muốn... Em chết nặng luôn, em căng thẳng nặng luôn. Mà chỉ biết em gửi cho anh biết bao nhiêu tin nhắn. Em gọi không được, em gửi tin nhắn, em nói đủ thứ hết. Ổng cũng dẫn em ra. Rồi một ngày đó tới trưa cái bữa đó, xe ổng về tới trước cửa nhà mình luôn. Em thì em ở trong phòng, em không biết. Chị dâu em mới chạy vô nói Ngọc, chồng về kìa. Em mới nói chồng con gì, ổng đi hôm bữa giờ ổng có điện đài mất vậy em đó. Mất tích. Dạ, em nói vậy nha. Chồng mới về thiệt kìa. Tới tự nhiên em mở cửa ra, em thấy anh chả đứng dần dần trước cửa phòng em. Trời ơi, chị Vân biết bao nhiêu cảm xúc nó luồn vậy. Em tưởng là nếu mà anh không dẫn em lại là em xỉu á, em tức á. Anh ôm em lại mà em run bực vậy mà. Nhưng mà anh ơi, tại sao anh lại làm như vậy? Có nghĩa là anh 10 ngày mất tích không liên lạc với Ngọc, anh muốn làm cho Ngọc surprise Thật sự là muốn làm surprise và thử lòng Ngọc như thế nào trong những ngày chờ đợi coi Ngọc có làm gì sai hay không. Thật sự là thận lúc đó là cũng đam mê câu cá, mình câu cá trên tàu là tùy theo cái chuyến đi của mình từ 4 cho tới 7 hoặc là tới 14 ngày để đi câu cá thu á, thì không có bao giờ liên lạc được hết trơn. Và trong cái chuyến đi đó thận không có liên lạc với Ngọc, và cũng trong cái chuyến đi lợi dụng để mà thử Ngọc luôn. Rồi mình về bất tình lệnh để mà mình hiểu rồi. Rồi lần đó là anh cảm thấy tự tin và anh tin tưởng Ngọc hoàn toàn đúng không? Cái lần đúng như vậy. Sau khi thử lòng Ngọc rồi thời gian biết Ngọc, tự động mình thay đổi. Có nghĩa là bây giờ anh rất nghiêm túc trong cái cuộc hôn nhân này. Đúng như vậy. Bây giờ hai người đã đang rất là happy rồi gì đúng không anh? Dạ. Dạ. Rồi anh đã xem chương trình này nhiều rồi. Dạ. Anh có biết nó đến một cái đoạn mà nó rất là cao trào mà ai cũng thú vị á. Anh nghe Ngọc cười chưa? Bây giờ Anthony nói cho chương trình biết là Ngọc có những tật xấu gì? Thật sự từ ngày lấy Ngọc tới bây giờ, Ngọc thật sự là thật xấu, thật sự là không có. Thỉnh thoảng có chút nghi ngờ thôi. Ghen đó, nghi ngờ. Rồi gì nữa nè? Rồi mỗi lần khóc thì không ăn, rồi bị đau bao tử. Vậy thôi. Nhõng nhẽo, cái nhõng đó nhẽo. Là gọi là nhõng nhẽo đó anh. Dạ. Mỗi lần không ăn thì anh làm gì để cho Ngọc ăn? Thì phải năn nỉ. Năn nỉ lâu không Ngọc? Ăn nỉ vậy nè, em ăn đi, em không ăn đau bao tử rồi nha. Em phải giữ gìn sức khỏe, vậy thôi. Dạ, tại vì anh rất là kiệm lời chị. Tới bây giờ cũng vẫn chưa bao giờ hỏi. Em kia em hỏi chồng ơi, anh thương em không? Không thương sao anh về vậy? Cứ vậy hoài. Không thương thì sao anh cưới em? Thay vì là anh cũng thương em. Không, cứ vậy thôi. Rồi ổng có tật xấu gì không em? Là anh mê chơi. Trời ơi, em với ảnh nó khác biệt, nó trái ngược lắm luôn. Em thì giống như bà cụ non vậy, em thích nhạc bolero. Đúng rồi. Ảnh thì nhạc hip hop gì giật gì, ổng nghe nhạc em nghe không nổi luôn á. Có cái là vậy nè, em muốn ảnh là ảnh cũng phải cưng em, anh thể hiện. Không bao giờ chị ơi. Tức là không có lãng mạn. Dạ, không. Ảnh cứ xa xa em vậy á. Mỗi một lần về, anh, em nhắc nha, chuyến này mà anh đi đâu ngồi gần mà không ngồi gần em, ngồi xa em mất vợ gán chịu nha. Vậy hả? Rồi, có cải thiện không? Đỡ chị, đỡ. Mới lần này nè, lần này về anh, xong bao giờ anh hung em hết vậy? Anh không hung em mốt người khác hung ráng chịu nha. Anh sẽ về, anh sẽ cải thiện. Chứ nói vậy thôi, chứ cũng không có làm như anh còn cái khoảng cách đó với em vậy đó. Giờ em muốn anh sửa đổi cái đó, đã thương em rồi. Em cũng thật sự với chị là em thương anh thiệt lòng. Qua cái chương trình này em đăng ký là em cũng muốn là để cho anh có cái lòng tin để vợ chồng mình sống những ngày còn lại. Giống như em cũng muốn để cho mọi người hiểu em là em thật sự lấy ảnh là em thương bằng cái tấm lòng của em, bằng trái tim của em. Đúng rồi. Anh, bây giờ em nói nghe nè.
thực sự mà nói, hồi nãy lúc mà hai người bước ra đó, mà khi anh chưa nói số tuổi của anh đó, thì em không bao giờ nghĩ là cái tuổi của anh nó là như vậy. Nhìn anh rất là trẻ. Cảm ơn. Nó trẻ từ khuôn mặt cho tới cái phong thái của anh. Chính vì ảnh mê chơi nè, dạ, ảnh mê nhạc trẻ, dạ, thì anh mới bù trừ lại cho em, dạ, là em là bắt đầu em bị già so với tuổi của mình, dạ, đúng rồi. Đó thì thành ra là em với ảnh mới tương xứng, dạ. Và em hiểu được ý của Ngọc là tại sao muốn anh và Ngọc lên chương trình này, là để cho Ngọc tạo cái niềm tin và cái sự tự tin ở anh, là Ngọc yêu anh là bằng trái tim, và cho tất cả mọi người thấy là đây là chồng của tôi, dạ. Tôi rất là hãnh diện, dạ, khi tôi có một người chồng, dạ, như thế, dạ, này, dạ. Thành, dạ, ra là em nghĩ cái mong muốn của Ngọc đối với anh là hoàn toàn chính xác. Anh thoải mái đi anh, dạ. Dạ. Thoải mái thể hiện tình cảm. Quên cái, dạ, này nó nghe, dạ, là hai người muốn có con chung không vậy? Dạ muốn lắm, dạ, luôn á. Em biết anh chương trình này á, là em nghe nói anh Quốc Thuận á, là anh ông mụ. Anh mụ, dạ. Ông mụ, dạ, đúng rồi. Chúc liền. Giờ trước khi coi như chào tạm biệt hai vợ chồng, đó thì anh chúc cho Anthony với Ngọc nghe, dù ở đâu đi nữa cũng là cũng luôn luôn dành tất cả những thời gian, những suy nghĩ về nhau, yêu thương nhau, dạ, và đặc biệt là qua năm sau là bác sĩ báo tin vui, dạ, đó, dạ, cảm ơn. Nếu kịp tháng 12 qua Noel báo tin vui luôn, dạ, đó, đợt này là phải có tin vui, qua năm sau là em bé xuất hiện, xuất hiện, dạ. Trời ơi, tự nhiên bữa nay chị tính mặc áo dài đó, nhưng mà sao linh tính sao á, linh tính sao không mặc, cái chị mặc là thế chị. Chị bị lép so với cô dâu. Lép rồi. Cái dáng của mặc áo dài này rất là đẹp. À, xin mời cô dâu và chú rể hãy giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Dạ em tên Quanh, năm nay em 31 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. À, Quanh đây là Quy. Quanh. Quanh. À, Quanh ta. Quanh ta, Quanh đây. À, còn em? Dạ em tên là Phương Thảo. À. Em đang làm trong lĩnh vực ngành ngân hàng. Năm nay em 31 tuổi. À. Thảo với Quanh gặp nhau trong một giảng đường hay là gặp nhau ở nơi nào? Dạ. Ngân hàng. Dạ, dạ không. Thầy giáo đi rút tiền. À. Đúng không? Dạ không. Cách đây là khoảng 9 năm em học thêm buổi tối ở Đại học Sư phạm, à, nên là gặp anh. Lúc đó thì em đi làm thêm giữ xe đó. Thì gặp cái cô này để cái tóc dài mà phía sau là kẹp thì cái to vậy. Cao rồi gầy mà nhìn con gố nữa, thấy dễ thương cho nên là mới viết một cái lá thư xong rồi kẹp vô cái ba ga xe gỗ á. Em nhận được cái lá thư, mở ra em đọc, ghi là chào cô bé. Có duyên thì muốn được làm quen, rồi ghi để lại họ tên rồi quê quán rồi số điện thoại. Ấn tượng là cái nét chữ nó rất là mềm mại mà nó rất là đẹp, đẹp hơn cả chữ con gái là em nữa. Mà nó nghe nè, đó có khi nào gửi xe mà ổng không lấy tiền không? Dạ không. Ra, thậm chí cái hôm mà em nhận được thư á, biết gửi thư cho ta hôm đó, người ta đọc xong rồi đi ra rồi vẫn xác nhận bình thường, em cũng đâu hay biết gì đâu. Rồi nó sẽ kỳ cục vậy, không trả tiền vào đó giữ xe, bây giờ giữ xe giữ luôn người luôn rồi. Bao lâu thì mới chính thức là giữ luôn người? Khoảng một năm thì tới ngày 8 tháng 3 là em tới một quán nhẹ nhẹ mà cô này thích rồi, năn nỉ quản lý ở đó cho em là để cái đàn cày lên bàn tạo cái hình trái tim, rồi đặt hoa đặt quà lên đó, rồi lấy cái dây kim tuyến rồi em cứ ghi cái dòng chữ là anh mãi yêu em. Ôi, đó rồi cái là quá. Trời ơi, nói chung là tặng dây để mà trói buộc, đúng không? Những cái dây đó thay cho những sợi dây xích. Rồi có lần nào mà cãi vã nhau mà suýt chia tay không? Dạ có, hẹn với em mà đến trễ. Lúc đó thì em đi công tác ở Đà Lạt, thì có hẹn là chiều hôm đó là em sẽ về gặp Thảo. Trên quá trình về thì sếp đã dẫn đi nhậu cho nên là về trễ 1 tiếng. Thì đến cái chỗ hẹn thì Thảo vẫn đứng ở đó chờ em. Em mới xin lỗi cổ không nói gì hết, cô chạy xe đi. Em cứ chạy xe theo là ngừng lại, cãi nhau một chập, chạy xe tiếp tục cái ngừng lại cãi nhau. Thì lúc đó là trời mưa, giận quá em nói thôi bây giờ chia tay. Em thấy bực mình lắm, em đâu có phải là hả thua kém gì đâu mà phải hả chờ đợi phải như vậy chứ. Cũng phải chảnh có giá ta chút đúng chứ. Rồi. Xong con rồi gái mà năn nỉ một chút thôi vậy cũng quay qua nổi giận. Trời, từ người có lỗi thành ra giống như là mình như ta kèo đây kèo là dưới lật ngược thành kèo trên luôn. Dạ đúng rồi, rồi còn la lại nữa, còn quăng đồ nữa chứ mà em ghét lắm. Tại hồi đó giờ em thấy là người hiền lành tự nhiên hôm đó lại nổi giận lên như vậy, lộ bản chất cái đồ ra. Xong rồi cái em mới thấy vậy thì thôi chia tay thì chia tay em đi. Lúc đó thì em cũng có mua quà cho vợ ở trên Đà Lạt về là một cái móc khóa hình cái đôi hài. Em mới bực quá em quăng xuống dưới đường luôn. Lúc đó trời đang mưa nữa thì cái là hai đường chạy về mà em đi giữa chừng em cảm thấy tiếc món quà đó quá em vòng lại em tìm. Trời ơi, mưa nó trôi đi mất tiêu. Sau đó là năn nỉ nhưng mà em cũng đưa ra thử thách là em nói tìm lại cái y chang vậy đi rồi có duyên thì ấy chứ trời không thì thôi vậy hả. Dạ. Tìm lại cái móc khóa chứ đâu phải là em để yên vậy mà quay lại vậy. Ủa, đâu cuối cùng có tìm được không? Dạ em nhờ các bạn ở trên Đà Lạt bây giờ đi ra chợ mua cho mình tất cả kiểu loại móc khóa mà chuyển gì đây cho mình. Rồi lúc đó là mua xong rồi chuyển xuống thì em mới lựa ra cái giống như hệt cái cũ mang về tặng cho vợ. Thôi, vậy là có duyên rồi đúng không? Có duyên là vợ chồng rồi đó, em ra một cái điều kiện rất là khắt khe mà anh làm được. Mà chị hỏi nè, anh chồng của em làm người quá lãng mạn vậy là sau này khi mà lấy nhau rồi đó
Dạ à, không hề chị. Không hề. Dạ nó khác nhau dữ dội. Bể mà có đúng không anh? Dạ, có đúng dạ. không? Dạ đúng. Em cũng không hiểu sao luôn á chị. Ngày yêu hả? Ngày nào cũng nhớ, thậm chí những ngày mà lễ về quốc tế trên thế giới gì đó, nói chung có quà, những món quà nhỏ nhỏ mang tinh thần thôi nhưng mà cũng thể hiện sự quan tâm. Còn thi cưới rồi hả? Ngay năm đầu tiên á là quên sinh nhật của em, chị thấy sốc không? Em hay quên á. Sao hồi đó không quên? Nếu hồi đó quên thì đó em quên không? Nhiều khi là tập trung vào công việc cho nên là mệt mỏi quá em quên đi mất. Tức là thay đổi tính cách. Thay đổi đúng không? Hay quên à? Dạ hay quên. Với lại em phát hiện ra một cái lớn đó là cực kỳ mê thể thao. Không đá banh thì chơi bóng chuyền. Ừ. Đi làm về người ta rủ thì đi, người ta không rủ thì cũng tự xách giày ra sân tìm đội mà chơi. Ở cái thời điểm này á, chị nói thiệt luôn nha, em mà có một ông chồng mê thể thao á là em may mắn lắm á. Ừ. Chị nói thiệt luôn á, thời buổi này á những ông chồng làm biếng đi tập thể dục thể thao lắm. Mà em thấy cái gì nó cũng vừa thôi chứ chị nghĩ coi, nhà có hai vợ chồng mà anh đi chơi thể thao vậy thì tự nhiên về cái tối đó mình ở nhà mình. Bây giờ hỏi em nha, em mê thể thao hơn hay mê vợ hơn? Dạ vợ đương nhiên là phải mê hơn rồi, nhưng mà thể thao là chủ yếu là cho mình có sức khỏe. Để sức khỏe để làm cái gì? Để về lo cho vợ. Lo cho vợ mà lo gì? Vợ sống ở đời với vợ. Bây giờ em nói đi là vợ em không có em nữa. Đó em thấy không, như chồng em á đã tâm sự với em vậy á, mê thể thao 1000 tiếng thôi gì? Dạ tiếng rưỡi. 1000 tiếng, 1500 tiếng. Nói chứ mê thể thao gì vẫn mê vợ hơn, mà tập thể dục thể thao là chủ đích là để lo cho vợ thôi. Lo cho vợ đủ thứ chứ á. Ừ đúng không, đúng không Thuận? Còn nếu mà anh chơi game á hoặc là chơi những cái gì mà không có lợi cho sức khỏe, không có lợi cho gia đình á, còn anh chơi thể thao á em đừng cấm. Em đứng chính đây lại không có cấm, em chỉ muốn là bớt chút lại thôi. Thôi bây giờ vậy nè, chị nói nghe. Dạ. Em vẫn chơi thể thao nhưng mà em phải chứng tỏ cái độ quan tâm của em cho vợ em thấy rằng á, anh chơi thể thao vậy mà vợ vẫn là nhất. Còn quanh nãy giờ kể xấu chồng quá à, nãy giờ vợ sao đây? Dạ vợ em thì trước thì cũng thấy hiền lắm, sau này hay lằng nhằng nóng tính, cứ nói em đi chơi này kia rồi tùm lum hết, giảng từ A đến Z. Em mới nói nè, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. À. Vợ em trợn mắt lên, ai cắn câu? Em mới nói với vợ là anh cắn câu. Cái vợ em mới nói là biết vậy là tốt. Còn coi như là em cũng là chim vào lòng luôn đó. Dạ. À, không phải vợ em đúng không? Dạ, em thương vợ em, cái gì em cũng làm hết. Công việc nội trợ trong nhà là em hết. Trời đất ơi. Dạ. Vừa lo việc dạ, ngoài vừa đảm việc nhà. Dạ. Rồi chồng nấu vợ rửa hay là chồng rửa luôn? Dạ bao trận rồi. Có lần mà em nấu thì vợ em chê. Tại vì cũng có cái tật cứ nấu xong rồi hỏi sao? Ăn rồi sao, thích không, thấy làm sao, sao ăn rồi không nói gì hết trơn vậy, thì đến lúc mình nói gì lại không hài lòng. Ủa mình nói hỏi thì hỏi tức là muốn nghe ta nói thiệt, đúng thì... không, có hai vợ chồng không lẽ giờ mình không thấy ngon mình cũng nói ngon quá. Thì chê thì cũng vừa vừa thôi, chê thì chê thẳng mặt luôn, rồi còn thêm cái tật nữa là hay ghen. Hả? Ghen nữa? Ghen dữ dội luôn. Nhiều khi là gọi điện cho em, máy em hết pin á, rồi về cái vợ chỉ tay hỏi hôm nay anh đi đâu làm gì, chứ có phải là dẫn cô nào đi chơi đi ăn rồi phải không? Nó không phải, không có, mà cứ nói hoài. Cái tần suất mà bị hết pin á cứ lặp đi lặp lại hoài. Bây giờ có pin sơ cua đó cưng. Chị cái em làm không? Rồi luôn sạc không vậy đó. Mới tức chị, bởi vậy nghe anh này nói phía là không có chính xác đâu. Anh nói là pin nó mau hết quá, cái ở nhà một cái cục sạc. Trên cơ quan em cũng mua cho một cục sạc luôn, nhưng mà rồi cũng đâu vào đó. Càng nhằn rút riết rồi em cảm thấy em ám ảnh luôn. Bây giờ là mỗi lần điện thoại em sắp hết pin là em phải chạy đi sạc, hoặc là nhắn tin cho vợ ngay, hoặc là hết pin cái em lấy điện thoại ở bên cơ quan là gọi cho vợ, vợ ơi điện thoại anh hết pin anh sạc bên phòng đó. Trời sao 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 cuộc sống của anh thấy bi đát quá. Dạ. Có gì đâu anh. Ủa anh ơi vậy thế ở nhà anh có thường xuyên bị ăn hiếp không? Dạ ăn hiếp thường xuyên. Em thấy cái nhu cầu mà để gọi điện thoại liên lạc với chồng là cái điều là đâu có gì quá đáng đâu anh. Em thấy nó cũng tất yếu thôi, mà mình gọi anh, mình gọi thì mình muốn được người khác bắt máy thôi chứ. Ừ. Mình đâu có anh hiểu, anh hiểu là bình thường, nhưng mà qua cái cách kể của chồng em thấy chồng em thương tâm lắm. Phô trương quá đó anh. Phải không? Có khi nào mà anh bị ức chế tới mức mà phải đòi ly dị luôn? Dạ có một lần thì tại em quên sinh nhật của vợ đó. Xong rồi cái là vợ cứ cằn nhằn cái nói em biết, cái là em mới bực quá thôi. Nếu mà không hợp nhau thì chia tay, cứ cằn nhằn vậy anh nhức đầu quá. Anh này có cái tật là cứ hở ra nóng lên đó là nói không cãi lại mình cho cơ hội cãi để ra vấn đề mà không bao giờ tranh luận hết trơn á. Cứ để lúc mình nói một hồi cái nghe chịu không nổi, cái phán là một câu thôi ly dị đi đừng có nói nhiều nữa, thì mình tức thì mình đâu chịu được, mình càng làm dữ. Đó, cái đợt đó thì em đòi ly dị đâu mà không bao giờ chịu giết đời. Cái nói hả thôi em viết đi. Nói ủa anh là người đề nghị thì anh viết đi, nhưng mà không bao giờ, cứ thách em viết. Em viết thì em viết. Cái vợ em viết xong rồi đưa em ký xong rồi xuống cái dòng người đồng thuận ý. Đáng lẽ là đồng thuận ý nhưng mà em ghi chữ không mà. Có nghĩa là ký nhưng mà không đồng ý là vậy đúng không? Dạ, ghi chồng lại em vậy. Mà bây giờ tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Dự định năm nay sẽ có. Dự định năm nay sẽ có đúng không? Ừ. Ủa em thực sự hỏi thật trong lòng em nha. Dạ. Em thấy vợ em dữ không?
Dạ dữ. Em muốn vợ em bớt dữ không? Dạ muốn. Dạ còn muốn gì nữa? Dạ muốn ít cằn nhằn em chút xíu, tạo điều kiện cho em đi chơi thể thao về cho nó vui vẻ, rồi phụ giúp chồng trong công việc nội trợ em tí xíu. Ba điều đó Thảo. Còn Thảo mong muốn chồng mình là... Dạ em muốn là ảnh dành thời gian cho em nhiều hơn, quan tâm đến vợ, chứ vợ nói mà cứ hay quên, giống như là không quan tâm gì đến lời nói của em hết á. Dạ, với lại khi mà trao đổi á phải thẳng thắn mà nói ra hết. Chứ tự dưng có một mình em nói, rốt cuộc vấn đề đâu đi đến đâu đâu, để bực bội vậy hoài cũng không hay. Chị nói nghe, tụi em đang ở trong cái thời điểm là vợ chồng son đó, cho nên phải tranh thủ trong thời gian này phải hiểu hết về nhau đi, để khi mà có con rồi á là cùng xúm lại mà lo cho đứa nhỏ, chứ lúc đó mà còn mâu thuẫn đòi ly dị nữa là mệt lắm á. Cái nghề nghiệp của Oanh á khác với nghề nghiệp của Thảo. Thảo là bên ngân hàng đúng không? Mọi thứ nó đâu ra đó rạch ròi, con số chật, con số một cái là đền, đúng không? Cho nên cái tánh của Thảo rõ ràng rành mạch, đâu ra đó không có đón ý gì hết trơn á. Anh muốn cái gì anh nói đi, anh đừng có bắt người ta đón ý. Vì nhiều cổ nói nhiều quá, em cũng phải dành bớt cái phần nói của cổ đi để cổ hiểu em hơn. Ngược lại cái nghề nghiệp của Oanh á, người ta gọi là kỹ sư tâm hồn, cho nên rằng á em thấy 6 năm trời yêu nhau lãng mạn vô cùng, đúng không? Đó có nghĩa là có những điều em phải tự hiểu, tụi em phải trung hòa cái này. Còn á chị nói cái đừng cấm chồng em chơi thể thao, cứ để ảnh chơi đi, nhưng mà em dành 1 tiếng thôi, còn nửa tiếng cho lo cho vợ đi. Giờ đang có thời gian lo cho cổ thì lo đi. Dạ. Đúng không nè? Dạ. Đúng không? Dạ. Thì á còn về vấn đề nội trợ, mặc dù em không muốn nhưng mà em vẫn phải làm. Tuần đó chia ra đi 3 5 7 2 4 6, còn chủ nhật thì dắt nhau đi chơi, tạo cảm giác chuẩn bị cho có con nè. Nghe. Dạ. Thôi dạ. Tạo cơ hội cho nhau gần gũi đi mà cùng đón chào một thành viên mới trong gia đình của mình nha. Dạ. À, xin cảm ơn em. Người đàn ông nghe. Ủa biết hả chị? Tôi biết người đàn ông này. À. Đây là một người đàn ông cực kỳ tài năng. Vậy hả? Tài năng lắm. Em hãy cởi cái cúc áo ra để cho thoải mái nào. Dạ vâng. Nha. Rồi xin chào hai vợ chồng trẻ nha. Mời hai em giới thiệu về mình. À, em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyên, em đến từ Huế. Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn. Wow. Và các bạn bằng tuổi. Em Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ năm nay là chắc em 28 rồi đó. 28. Quyền là một bạn biên đạo rất rất giỏi luôn. Vậy hả chị? Tại vì là đã chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình Tinh Hoa Hội Tụ. Tinh Hoa Hội Tụ. Dạ. Và bạn này là quán quân. Dạ. Quán quân về múa đó, Tinh Hoa Hội Tụ là tất cả các bộ môn nhưng mà bạn này lại là quán quân, mặc dù bạn chỉ là về múa thôi. Dạ, nhưng mà em nhìn thấy là chị Vân với anh Quốc Thuận thì có ra được cái dáng của dancer không? Dạ có chứ, bởi vì em nghĩ rằng là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách nhảy khác nhau, thì anh chị nó chắc chắn có cái cách nhảy của những người lớn tuổi thì nó sẽ hấp dẫn vui hơn và chắc chắn là mọi người sẽ làm ra hơn. Chị... mọi người sẽ là biết con múa rồi nè. Này giống như Parkinson vậy. Rồi rồi bây giờ mời em nói lớn lên nghe, rồi nói lớn lên. Không biết ở dưới là có nghe Ngọc nói không ạ? Chắc không đúng không? Ngọc cứ tự nhiên đi con. Ngọc thật ra là tại vì nè, Ngọc đang gọi là có một sự e ngại nhẹ. Là như gọi chị Vân với anh Thuận á, thì sẽ có một sự e ngại. Thành ra là Ngọc cứ thoải mái đi, Ngọc thích gọi bằng anh chị cũng được, gọi bằng cô chú cũng được. Miễn là con thoải mái thôi. Anh chị cô chú thôi nghe, chứ không được ông bà. Thôi. Anh gọi bằng cô hú. Rồi đứng yên luôn. Cái mi chưa có phải không? Alo. Alo, 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 alo Ngọc, alo. Alo đi đi con. Alo. Dạ alo. Rồi alo. Nghe đó. Dạ. Dạ. Xin chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi, hiện con đang là con quấn con đi học. Con đang đi học hả? Dạ. Con học đại học gì? Dạ con đang học ở Đại học Hoa Sen về chuyên ngành về media production. Giỏi quá. Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền. Lúc đó là con chưa đúng không? Lúc dạ con lúc đó con chưa thì lúc đó là bạn Ngọc cũng đang theo sát số hậu trường với con, sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer rồi là trang phục rồi lo những cái buổi tập của con là luôn luôn đứng sau ánh sáng của con. Rồi bây giờ mình vô luôn cái vấn đề đó, bây giờ quay ngược thời gian lại nha. Bây giờ con kể cho chương trình nghe đó, cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Con lần đầu tiên con gặp Bảo Ngọc thì chắc là 2015. Nhưng mà chắc là sau lần đó là con không nhớ Bảo Ngọc là ai cả. Bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là Show You Think You Can Dance, một cái chương trình riêng về vũ công. Thì Bảo Ngọc là nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà. Người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người miền Trung như thế này. Thì nhà Bảo Ngọc rất là thích con, rất là kiểu bạn này tới Huế này, người Huế này vô ủng hộ hết mình.
Thì năm đó là con đi xe cùng xem một cái chương trình là xong Bảo Ngọc cùng được chụp ảnh với con. Và sau đó lúc đó thì xong cả là con không biết, bởi vì giống như một người bình thường chỉ có con biết okay. Anh Quyền thôi chứ anh Quyền không biết con. Đúng rồi. Dạ. Thời điểm đó là con làm một phía đúng không, là con gọi là đơn phương ngưỡng mộ anh. Dạ, là chỉ lúc đó thiệt ra là 2014 là anh Quyền thi thì 2015 là vô tình là cái hôm đó con đi thi thì con lại gặp anh Quyền cũng đang đi xem cái mùa sau. Thì với vô tình cái ba mẹ con thấy cái kêu là meo vô chụp hình với anh Quyền nè. Đó, dạ vậy đó hả. Nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Quyền chưa hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi? Dạ lúc đó thì con chỉ giống như là ngưỡng mộ là tại vì về tài năng của anh Quyền thôi. Tức là gặp nhau rồi là từ năm 2015 2014 dạ, 14 là bị con 15 thì chính đó gặp. Rồi biết dạ. Rồi nhưng mà bao lâu thì các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn? Thật ra là cái này là một cái duyên nhá, là từ ba của Bảo Ngọc. Thì lúc đó là con nói chuyện với ba Bảo Ngọc là con không xin là chú, con xin là anh chị đấy. Nói chuyện là anh Hòa rồi thì chị Mai. Thì kiểu giống như lúc mình là kiểu đối tác bởi vì anh Hòa liên hệ con dàn dựng một cái bài để cho Bảo Ngọc biểu diễn trong trường. Đó. Thì trong cái quá trình tập luyện dân thôi tôi con cùng tiến với nhau. Đó thì ba bút con dạy cho lớp của Bảo Ngọc. Sau đó là thì con cũng thương Bảo Ngọc rồi bắt đầu là tìm hiểu nhau và bắt đầu có những cái kết nối với nhau, nói chuyện với nhau từ đó là tại bây giờ luôn. Xí cho chú hỏi coi là lúc đó là tụi con ở ngoài Huế hay là đã trong này? Dạ ở trong này chứ ạ. À là gia đình con là đã vô đây hết rồi. Dạ lúc đó Bảo Ngọc ở lớp 12. Dạ gia đình con là ở trong này từ nhỏ. Rồi sao vậy đó? Là lúc cái Quyền lúc coi như con tập cho Ngọc là thời gian bao lâu? Con tập hình như trong vài trong mấy tháng á, tập tháng cho tập thể luôn. Của Bảo Ngọc luôn, tập thể lớp luôn. Mấy tháng luôn. Đúng rồi thì con cũng là hai trường đó là con cũng dàn dựng cho nhiều nghệ sĩ nhưng mà đối với học sinh á, cấp 3 thì đây là chắc là bài học bài dựng đầu tiên của con. Đầu tiên đúng không? Thì cũng là giúp Ngọc lại được hai giải quán quân ở đó. Nhưng mà bao lâu thì con cảm thấy là có một cái sự gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé Ngọc? Dạ thì trong thời gian mấy tháng đó chia sẻ lần đầu thì con lúc mà con tập về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc lại luôn. Dạ. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tin á là con của ba Hòa anh Hòa lại bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn bởi vì người ta book mình bây giờ mà con gái của người ta mất tích về số thuốc ấy. Rồi thì là về sau thì có bắt đầu để Bảo Ngọc bắt đầu cho Bảo Ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá. Liên quan đến bưng bê nhào xoay rồi Bảo Ngọc gánh hết. Bao nhiêu lúc con kiểu không thực sự lúc đó thì con vẫn chưa có tình cảm chỉ là tập luyện học sinh mà đứa học sinh quậy làm được là mình la mình la luôn bên này. Như vậy là trong cái lúc tập đó là chắc chắn là phải có coi như là va chạm đúng với rồi, nhau đụng rồi. Chạm tay chân bưng bê này nọ đúng không, là chắc chắn là cô gái 18 tuổi này chắc chắn là sẽ có xíu xắn, sẽ có sao xíu với chàng trai này đúng không? Dạ. Con trước hay là anh Quyền trước? Ngọc. Dạ thiệt ra là cái lúc mà anh Quyền đang tập cho con là con có thấy một bạn khác chứ không phải là anh Quyền. Dạ. Một bạn trong nhóm của con một dạ bạn không. Trong nhóm của con bạn đó bé đó nhỏ tuổi hơn con nhưng mà tại vì trước đó là con có đi thi ở cũng ở trong trường là cái cuộc thi đó là học sinh thanh lịch thì con cũng có bắt gặp với bé đó thì con cũng có mến bé đó. Tới lúc mà anh Quyền tập cho con thì cũng xem giống như là anh Quyền là biên đạo rồi nhớ rất không là có gì. Dạ đúng rồi không có gì hết á. Xong rồi sau đó thì tại vì lúc mà anh Quyền tập là anh Quyền cũng hay la tại con đứng ở chỗ quan trọng với lại là hay làm mấy cái mạo hiểm á thì anh Quyền cũng rất là sợ bị té này nọ nên là rất là hay la con. Nên con không thích. Dạ, con hiểu rồi, có nghĩa là tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không? Dạ. Mà sau khi đạt kết quả rồi, sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không? Thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi lẹ, thay đổi nhẹ đúng không? Thay đổi nhẹ. Có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau khi giải quán quân đầu tiên. Thấy chưa? Đó, xong rồi vừa rồi là kiểu là con ở đây một mình má. Con ở đây một mình, con thuê nhà con ở đây một mình. Thì con có nuôi thêm hai em cúm. Thì con vô tình con nói là Tết mẹ ơi qua giúp anh chăm cúm này đi. Rồi có gì ra Tết anh dừng đi chơi rồi bắt đầu quay phim để mà cảm ơn. Thì đó từ từ bắt đầu những cái mối quan hệ. Như vậy là nhờ hai con mèo đó. Nhờ hai con chó. Hai con cúm đó. Đúng rồi. Mà con và bạn mèo này mới quen nhau đúng không? Đúng rồi. Là quen lúc đó là con đã học đại học chưa? Dạ chưa. Đúng là lớp 12. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là chính thức quen nhau là con lúc đó đang học lớp 12. Dạ đúng rồi. Là mười mấy, 18 đúng không? Dạ đúng rồi. 17. 17. 17. 18 là tốt nghiệp đó. Dạ. 18 là tốt nghiệp. Như vậy là nàng 17, còn chàng là hai mấy. Dạ đúng rồi. Đó. Vậy thì quen nhau lâu không? Và có
có nghĩa là quen có trơn tru không, cho đến ngày cưới không? À, hay là suôn sẻ đó. Suôn sẻ, không có cãi nhau, không có gây lộn, rồi không có bị cấm đoán bởi hai gia đình. Hay là hay là gặp đủ thứ trắc trở. Dạ thì con nghĩ là không để nội ảnh hưởng, bởi vì thứ nhất là nếu mà quen nhau là hôm qua là tụi con vừa kỷ niệm xong 4 năm là ngày hôm qua luôn. Đó, là tụi con cùng quyết định đi đăng ký giấy kết hôn vào ngày hôm qua. Thì đăng ký giấy kết hôn ngày hôm qua. Dạ rồi, cưới đấy, cưới lâu rồi đó. Cưới lâu rồi nhưng mà quá son rồi. Dạ, nhưng mà chọn cái ngày để đăng ký là ngày kỷ niệm luôn. Đó, bây giờ quen trở lại với câu hỏi là cái tình yêu của các con bắt đầu là lúc đó là Ngọc mới có 17 tuổi. Vậy thì có cái tình yêu có đẹp không, hay là có bị chia tay chia chân gì không? Dạ chia tay thì không có, nhưng mà cái lúc mà con mới về anh Quyền á là thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm mà. Dạ mời phụ huynh lên. Mời phụ huynh lúc đó là mời mẹ lên nói chuyện. Là rồi chia sẻ cũng thầy, tại vì thầy rất là thương tại vì thầy đó ở với con nguyên cả năm cấp 3, là dạy từ lớp 10 tới lớp 12 luôn. Nên là thầy cũng nói chuyện với mẹ con, nói là tại vì cũng biết là cái ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm, và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á. Lúc đó rất là mới, không biết là anh Quyền có thật lòng hay không, hay là chỉ là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con, và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa. Thì lúc đó thầy rất là lo, nên là thầy mời phụ huynh lên. Là chỉ có vậy thôi gì? Rồi còn Quyền lúc đó là có bồ chưa? Con có bồ chưa hay là? Lúc mà đang quen mèo, đang thời điểm tập cho mèo á, thì cũng là con cũng mới chia tay xong. Như vậy là hợp lệ rồi. Nhưng mà sao cái lần mà thầy mời mẹ lên như vậy á, là về phía con á, con có né anh Quyền không? Dạ hay không, tại thì cái lúc trước cái cũng là cái thời gian đây anh Quyền chia tay á, là vô tình con cũng chia tay luôn. Chia tay cái anh Thanh Lịch đúng không? Dạ, cái bạn mà nhỏ tuổi hơn hả hay sao? Dạ. Dạ không, một bạn khác. Dạ sao mối tình học trò có nhiều quá vậy? Dạ một anh lớn hơn. Thì lúc đó con và anh con cũng chia tay. Thì nhưng mà một cái là con không hiểu tại sao, nhưng mà mẹ con á rất là cấm đoán việc mà con quen, tức nó quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn. Rồi giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu, hoặc là đi học thêm thôi, cũng sẽ đi coi là con có đi học hoặc là có đi chơi với cái bạn nào không. Nhưng mà từ lúc mà mẹ biết anh Quyền á, là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại, là mẹ thích anh không Quyền. Không nghe thầy mà lại rất là thích anh Quyền và rất là ủng hộ. Nhiều khi là do đồng hương á, đúng không? Dạ con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con từ đó vào con lập nghiệp ở đấy á, thì ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên truyền hình hàng ngày, còn với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ, thì có nghĩa là có một sự đồng cảm, một sự đồng hương, cũng như là một cái sự cố gắng của con trong cái công việc nhiều hơn. Kiểu tin tưởng, không còn kiểu là giống như là suốt ngày là bó xe bong bong ngoài đường. Và là cái xe, bởi vì thời gian con xuất hiện ngoài đường là ít, rất là ít, chỉ là trong phòng tập nhiều đó để làm việc liên tục. Thế con nghĩ là cái sự tin tưởng nãy là hai bạn nói là đã cưới nhau 4 năm đó, đã quen nhau kỷ niệm 4 năm, quen nhau và gọi là cưới nhau, tức là tổng số thời gian mà bên nhau là 4 năm. Nhưng mà các bạn đã cưới bao lâu rồi? Tụi con á, nếu mà cầu hôn là tháng năm trước, đúng không? Rồi đầu năm là mùng 1 của dương lịch là tụi con làm đính hôn. Rồi bắt đầu tháng 3 là tụi con làm một cái lễ cưới cho các bạn bè ở trên Đà Lạt. Và sau đó tụi con làm một cái lễ hằng thuận ở trong chùa. Rồi sau đó tụi con làm lễ gia tiên ở bên theo kiểu Trung Quốc của bên nhà người của con mèo. Rồi 25 vừa rồi là Noel. Chọn đúng Noel để tổ chức đám cưới luôn ạ. Có nghĩa là lễ triền miên từ lễ này tới lễ nọ cho tới ngày hôm qua mới là cái lễ đi đăng ký kết hôn. Tại bận lễ quá đó chứ. Cho nên là quên đăng ký luôn. Đó. Mà không sao không? Thì đó là trên giấy tờ hợp lệ thôi. Quan trọng là cái việc mà các bạn ở với nhau như thế nào, mà trong cái tình yêu đó nó các bạn hiểu nhau như thế nào, đúng không? Như vậy là trong suốt 4 năm, Quyền thì chắc chắn là phải cái công việc của Quyền là đi rất là nhiều. Vậy thì mỗi lần Quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không? Hoặc là con có hỗ trợ gì cho Quyền hay không? Trong 4 năm. Dạ, thường thì ba mẹ con trước lúc mà cưới á, thì ba mẹ không có cho đi qua đêm. Ba mẹ cho đi theo anh Quyền. Lúc đầu thì ba mẹ em con đi khuya quá á, đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya, thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á. Tại vì đó giờ con gái cứ là 9-10 giờ là đã về tới nhà rồi, mà giờ đi tới 1-2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết.
Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa, là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Cái lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tự mở. Vậy á, mệt mỏi quá. Thì ban đầu là chị lãnh tạm giờ còn mặt rồi. Từ khi đi về còn thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, 3 giờ mới về. Đó. Thì có nghĩa là cũng cảm ơn, bởi vì thực ra con cũng cảm ơn ngành nghệ thuật rất là nhiều, bởi vì nó cho con một cái sự cố gắng và cho con, cho mọi người thấy được cái sự cố gắng của con, cũng như là cho con một cái niềm tin. Không, ra làm mẹ của con rất là gọi là sao ta, nhanh nhạy bén á. Tại vì cái bạn Quyền này á, là thứ nhất là cái chất giọng của con và cách nói chuyện con rất là chân thành. Thứ hai, nếu mà đã xem những cái thành quả hoặc là những cái sản phẩm mà bạn này làm ra đó, là mình sẽ hiểu được tâm hồn bạn này. Bạn rất là thánh thiện. Tức là khi mà chị, tại vì chị có chấm bạn này cho nên chị hiểu được tất cả những cái tác phẩm của bạn làm ra nó đều mang cái tâm hồn cái con người của bạn này. Cho nên là khi mà chắc là cô nghĩ á, là lúc mà ba mẹ mời con về để dựng cho lớp á, đó thì chắc là ba mẹ đã cảm nhận được từ lúc đó, thành ra là cãi lời thầy để mà cho con gái quen với bạn này. Cái nữa là chị có đồng ý là nhìn mặt Quyền á rất là có cảm tình. Đúng rồi, hiền lắm. Rồi nó nghe nè, con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em vậy không? Dạ con là con gái lớn, có một em nên là ba mẹ rất là sợ con hư á, và rất là cưng luôn. Cưng ở nhà rất là cưng, không cho đụng vô cái gì hết. Là cưng như vậy. Rồi bây giờ bên đây là một dancer mà cái công việc của dancer là gần như là rất là bình dân, đi không có giờ giấc, ăn bờ ngủ bụi, đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đó, thậm chí là rất là thoải mái trong giờ giấc. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Dạ con thì con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn ngoài lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không. Anh hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt, xách đồ để quạt cho con á, chăm con đúng không? Chăm một tiểu thơ với con đúng không? Đó. Rồi. Nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ. Không ta? Tại vì nè, đã từ năm 20 bao nhiêu đó, 19 là đã đứng ở sau lưng hậu trường để mà lo hết những cái công việc của bạn này. Lo quần, lo áo, lo phục trang, lo sắp xếp, lo tất cả mọi thứ cho Quyền rồi. Như vậy là thì dính khi rồi. Mà lăn lộn vào những công việc đó là bắt buộc con hết tiểu thơ nổi rồi. Đúng không? Con phải bình dân hết mới con có thể chịu đựng được, đúng không? Ừ. Ghê lắm, biên đạo múa coi như là huấn luyện từ hình thể cho tới tâm hồn cho tới hay quá, hay lắm. Hay Quyền này nó hay lắm, đúng đâu rồi. Nó quán quân trong hôn nhân luôn mà, quán quân nhưng mà nó... trong đó. Ê, nhưng mà nè, quán quân trong công việc, trong các cuộc thi, nhưng mà cái việc quán xuyến tiền thì sao? Dạ đây ạ. Thì thực ra là cũng một phần là con không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc mà con quen Mèo á, nó chỉ có một năm thôi, thì con giao hết tất cả giờ tiền của con cho Mèo luôn. Bởi vì đối với bản thân con của công việc á, là con thích được sáng tạo, con thích được làm, con thích được cái cảm hứng nó tuôn trào ra. Con thích sử dụng những cái trải nghiệm của cuộc sống của con để mang qua những cái tác phẩm con dàn dựng. Mà sống bao nhiêu tiền là cứ để đẩy vào đây. Không quan tâm dự định cho tiền. Chuyện tiền bạc đó là nó mệt lắm, nó cầm tục cái tác phẩm của mình liền. Hay quá chị Một ơi. Giống em quá. Cũng vậy đúng không? Em cũng vậy luôn. Liên nó cầm hết luôn. Em hề với chị luôn. 5-6 năm nay em không hề biết tiền lương là gì. Nhưng mà những cái tiền mà lẻ lẻ hoặc những tiền mà đột xuất là em giữ đúng không? Em đâu có nói. Đó là em nói cái chuyện đó chuyện riêng. Biết nghe không được đưa lên sống nha. Biết này luôn, biết hết luôn rồi. Liên nó nhắn tin riêng cho chị hoài cái gì. Rồi nó nghe nè. Rồi hai đứa yêu nhau, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, rồi cái việc mà tỏ tình cầu hôn nó có cái gì đặc biệt không ạ? Dạ chắc là tỏ tình của, thực ra là về tỏ tình á thì con là chủ động trước thì các bạn bên Mèo á thì con nghĩ là thời gian đó là các bạn kiếp cái đúc các bạn của Mèo á cái đúc nó anh Quyền thương mày để thương đấy đó, thì bắt đầu là con cũng tiến tới thì trước khi nó lại cái giải quán quân thứ hai thì mình phải lại nang trước là đó. Thì bây giờ sau khi con tỏ tình xong cả rồi, con tiếp tục tập cho Mèo rồi bắt đầu con thương Mèo rồi. Còn nếu mà trong đệ cưới á thì không phải là con ý kiến nói lắm, là bằng nhỏ này nó kiểu hỏi là cưới nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Xong rồi tao lại kiểu là cứ nói, xong rồi cứ gieo cái đó trong đầu con nhiều, thì con thì có việc là con không có nói nhiều. Xong rồi có một năm là năm 2020 thì bắt đầu là con quyết định là tỏ tình, cầu hôn nhé. Thì con làm một cái bài rất là hay, rất là dễ thương, rất là dân dã luốn, của bên bằng một đồng minh trong con của điệu luôn, con nhảy luôn, con mà hai con khổng lồ chạy quanh ngoài ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa. Thì đó là một clip rất là viral ở trên TikTok cũng như là Facebook. Thì con làm một cái màn cầu hôn cho nàng,
nhảy đến nửa bài cũng chưa biết mình làm được câu hồn. Ồ vậy hả? Ê, em con kể thêm đi. Đúng hai rồi. Con khủng long. À, rồi con mời mèo đi chơi phố đi bộ. Thật ra là cái câu chuyện hai khủng long xuất hiện. Dạ đúng rồi, thật ra là cái câu chuyện như thế này này là con có kế hoạch từ tháng 5 đến tháng 11 con mới làm được. Điều đó thì lúc đó là con có kế hoạch là nhảy một câu hôn mèo. Thì con có cả gia đình của con là em Khiêu Dance Team là một cái nhóm riêng của con, lại tên của con. Thì con có các bạn nhỏ kid cũng như bạn lớn cùng nhau tập một cái bài. Thì hẹn nhau ngay hôm đó họ tập đầy đủ mọi thứ, mang kịch bản cầm lòng đô ra, cầm kẹt chạp đô ra. Kiểu như vậy là mình dàn dựng giống một kiểu làm cưới miêm của em. Nhưng mà thay vì là có hai em cầm lông đen thì có hai khủng long đi trước. Thì đó rất là dễ thương nhau. Ngày hôm đó là cả team cả đám giật mình là bởi vì sao? Hôm đó đồng trời nàng đi làm tóc làm đẹp. Ủa có ai tiết lộ bị mật gì không? Nguyễn Đảm nó kiểu mọi người ơi hôm nay mèo làm tóc này sao bắt đầu ủa gì vậy có ai tiết lộ gì không? Tập là rất là bị mật mỗi lần mà mèo mà có cũng còn cái phòng tập ở nhỏ nha, mỗi lần mà mọi người tập và mèo đi lên tập nhạc đứng im rồi bắt đầu giãn cơ rồi chuyện qua giãn cơ không ai biết cái xong bài và nhỏ đi xuống cả lúc đông Nguyễn Đảm nhảy tập bài để cái nhạc mà kiểu là rất là nhỏ mà phải bị cái tai mà nghe để tập cho xong cái bài. Bắt đầu là hôm đó thì con nhớ con dắt mèo ra cái cảm giác đầu tiên của con á là thực ra là mình đã chuẩn bị kế hoạch rất là rõ ràng, rất là tốt. Nhưng khi mình chuẩn bị bữa cô nhảy là Queen, con cảm giác là cái chân con không có cảm giác nhảy luôn. Kiểu bị lo lắng, hồi hộp, rung á. Thì bắt đầu không biết mình làm được tốt không. Rồi bắt đầu là khi mà nhảy đến nửa bài và nhỏ rồi vẫn không biết là mình được cầu hôn. Cho đến khi con dựng tay vào thì con về mẹ có một cái rất là hay. Bởi vì có một cái thể loại nhảy là khiêu vũ mà swing á, là dùng để nhắc nhau á. Thì con về mẹ vô tình là không biết sao nữa là không cần tập với nhau thì mèo cứ nghe lời con và dựng và nhảy theo. Thì con dựng lúc mèo con còn cảm rất là vui là bởi vì khi con dựng mèo vào nhảy thì mèo vẫn nhảy bình thường với con được luôn. Sau này khi câu hộ nguyên một tiếng làm giống như là nha trai rửa quá thì bắt đầu vào việc là mình được câu hôn. Nhưng hôm đó là quay luôn đó phải không? Dạ có người ở ngoài quay luôn. Có người quay luôn ạ. Để về lên TikTok coi lại mới được. Đó, trend đúng không? Dạ trend. Rồi con sao lúc mà con biết là mình được cầu hôn cái cảm giác con sao? Dạ lúc đó con cũng hơi bỡ ngỡ là tại vì như anh Huyền nói là tới nửa bài á con cũng nghĩ là trời mấy bé nhảy vui quá kìa dạ, chứ cũng không có nghĩ là mình được cầu hôn luôn. Xong rồi cái lúc đó anh Huyền không nói được luôn, anh Huyền nói mà kiểu không biết là mình sẽ phải nói gì á. Có gì nào được một câu duy nhất à? Làm vợ anh nhẹ. Làm vợ anh nhẹ. Đâu nói lại. Làm vợ anh nhẹ. Con có trả lời không? Dạ con gật đầu. Ok anh nhé. Vậy lúc đó thì cảm giác mắc không? Dạ mắc không? Dạ có, tại vì cũng bình thường là con vẫn hay nói với anh Huyền là cưới, tại vì con nghĩ là con muốn, thực sự là muốn cho nên là mới hay hỏi anh Huyền như vậy. Nhưng mà cũng không có nghĩ là anh Huyền sẽ hoành tráng mà lại lãng mạn đúng không? Dạ. Đúng 18 tuổi rồi. Lúc đó là 18 tuổi. Lúc đó là 21. 20 là vỡ kế hoạch rồi. Ước mong của con là 18 tuổi lấy chồng mà đúng không? Dạ. Tại vì con nghĩ là nếu mà 18 tuổi lấy chồng thì lúc đó là mình cái tuổi đẹp nhất và lúc đó mình sẽ được làm cô dâu đẹp. Nhưng mà như vậy là bây giờ tụi con ở là vợ chồng là nay được nhiêu lâu rồi ta? Anh nếu như vậy thì chắc là tụi con ở trong cái thời điểm dịch là từ lúc định hôn này giờ là một năm rồi đó. Là một năm rồi. Dạ, tại vì lúc đầu là gia đình con coi ngày á thì là tháng năm cưới, nhưng mà trước đó một tuần thì vỡ dịch á nên là không có đám cưới được. Dạ, nên là phải hết dịch rồi mới cưới. Dạ, nó phải dời lại tháng 12 mới cưới. Thì trong tụi con cũng có một thời gian là cùng nhau ở với nhau qua dịch. Thì cũng cảm nhận được cái cách ở với nhau. Đúng rồi có nghĩa là coi như tụi con chính thức là ở chung với nhau là vào tháng mấy, được bao lâu rồi? Không cần nói tháng, được dạ, bao lâu rồi? Còn nếu mà được là gần một năm. Gần một năm. Mới quá chị ơi. Có. Không biết có cái gì nó lòi ra không chị? Thì bây giờ hỏi đi. Không. Bây giờ hỏi đi. Còn mới lắm. Nó nghe nè. Còn một năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Huyền nó lòi ra không? Rồi có những cái tật xấu nào của mèo mà Huyền thấy nó nhiều quá không? Thấy là lúc khi mà mình chưa có về ở với nhau á là không bao giờ thấy xuất hiện cái tính tình hoặc là cái tật đó nha. Mà về ở với nhau rồi lòi ra cái tật đó. Đó. Cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là có cái tật đó rồi. Thôi bây giờ kể đi con. Đó có nghĩa là mỗi lần mà mèo là hay hét. Mỗi lần mèo mà kiểu đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cái nhà lần đứng từ trên nghe được cái ba mẹ điêu nghe được cái kiểu ba mẹ quen rồi chiêu cứng mà đây là con gà rùa của ba mẹ mà kiểu con hét cũng vậy thì mỗi lần mèo hẹp con cũng kiểu rèn luôn mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà mèo mà tức một cái là mắt mình nhìn mồ liệt quá cả là ý trai con mèo đổi mắt mà là phải sợ con mèo đeo công tắc len đó đúng rồi phải sợ là con cục hơi rèn thì cái đó là con quen rồi con quen trong lúc giờ quen là bởi vì con biết được tính cách của mèo là như vậy và con đón nhận cái điều đó bởi vì thực ra là
con nhìn vào cái điểm tốt của Mèo nhiều hơn là những cái tính cách đó. Nhưng mà đây là kệ tốt kệ, đây, tốt kệ tốt không là, nói. Đây là cái phần mà chúng tôi không kêu khui những cái tính tốt mà chúng tôi kêu khui những cái tật xấu. Chưa hoàn hảo. Hồi đó đó là Mèo ở chung với ba mẹ, Mèo ở trên lầu Mèo hét thật to, nhưng mà từ khi ở với con thì cái việc mà hét như vậy to còn không? Hỏi hay đi, là hỏi chị đi to. Dạ, vâng con. Mà lúc đó là lúc nóng giận đúng không? Dạ lúc kiểu giống như thật ra cũng phải lúc nóng giận nè, lúc kiểu cảm giác mà không vừa lòng cái gì không đó. Không vừa lòng cái gì đó, bắt đầu tìm không được cái gì cả, nó bắt đầu hét. Ủa mèo 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 hét làm sao mèo? Con hét làm sao con hét thử coi. Con Candy nhà em á, y chang. Đó. Ngay. Trời ơi hét gì đó. Con hét gì không? Dạ không, nhỏ hơn xíu. Đó. Thì dạ mèo cùng ngủ muốn ngủ dậy muốn đi đúng không ngủ nướng nhiều. Thực ra là con cũng thương mèo, và bởi vì từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều thì con cũng quen với cái việc là phải chủ động làm mọi thứ, rồi con cũng dọn dẹp, con cũng tự rửa chén bát và mọi thứ. Nàng cũng biết tìm cách, có biết nấu ăn đâu, bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi. À, không biết nấu ăn đúng không? Rồi, nhưng mà cũng phải tìm cách để học thì đó. Bây giờ là... biết nấu chưa? Dạ biết sơ sơ. Sơ sơ được mấy món rồi con? Các món luộc đó. Không tất cả các món luộc. Dạ con biết nấu luộc, hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên YouTube xong rồi tự nấu. Bây giờ con thử con kể ba món mà con có thể làm được ngoài trứng chiên và mì gói. Con nghe thịt luộc á. Thịt luộc trời ơi, món khó làm quá chị. Ta nói là bây giờ tất cả các loại luộc mà. Thịt luộc, rau muống luộc, rau muống luộc, trứng luộc. Ừ rồi đủ ba món rồi con. Thôi còn cái tật gì nữa không? Quản lý kinh tế thì sao? Hồi nãy con nói ví dụ gì mà kinh tế ông hỏi ghen tuông đi, hỏi vì có ghen không, có ghen không? Thời gian đầu thì rất là ghen, thời gian đầu quen thì rất là ghen. Thời gian đầu gì mới chưa được năm mà thời gian đầu gì thì đừng nói bây giờ hết ghen nha. Lúc ở với nhau đó, lúc mà thời gian mà kiểu đi làm số với con á, cùng ghen, cùng ghen. Khi mà thấy con bà mụ và các bạn nhỏ, các bạn khá thì bắt đầu là chân tay bể các bạn kia, rồi bắt đầu cùng ghen. Rất khó chịu rồi đúng không? Đúng rồi. Có cái lần ghen nào mà để lại ấn tượng trong con sâu sắc không? Lần ghen thì ấn tượng sâu sắc thì con không nghĩ không có, bởi vì con thấy điều đó bình thường á. Còn lần mà con thấy mà kiểu cảm thấy mà con làm một cái tác phẩm là Harley Quinn and Joker thì đó là cái tác phẩm mà bạn thích nhất. Rồi tự nhiên con làm cho với diễn viên Anh Kiều. Là học trò con luôn Anh Kiều. Thì bắt đầu bạn có ghen, có một cái tác phẩm mà em thích nhất cũng đem đi cho người ta. Là ghen vậy đó hả? Ghen vậy đáng yêu mà. Ghen nào mà ghen khùng ghen điên á con. Dạ, con có nhớ không? Dạ, chưa có hả? Nhưng mà anh nghĩ là cái công việc của anh á là làm việc với đàn sen nữ nhiều. Cho nên là cái con cũng phải chờ đi. Trời ơi hả, nhìn ốm vậy đó nha, mỏng mỏng vậy đó mà trời ơi bưng bê thảy rồi, trời ơi dữ dằn lắm á. Ủa chị đã chứng kiến rồi, chị chứng kiến bạn ấy suốt rồi. Rồi nó nghe nè, con không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là hay mua sắm online không? Yes. Shopee vô sổ luôn, vô sổ liên tục. Shopee liên tục luôn. Đúng rồi. Nhưng mà đồ mua về rồi có xài không? Dạ là không, có xài nha, có xài. Mặc dù Shopee liên tục, thực ra là nàng này cũng mua Shopee liên tục, nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt, bởi vì mua cho con nhiều. Mua cho con nhiều bởi vì con không biết sao nữa. Đấy là mang danh là tiểu thư cho chị biết là được quan tâm, nhưng mà khi mà quen con là ví dụ khi mà con trước đó là bởi vì con không còn mua sắm nhiều đi, là con chỉ có từng mua tập rồi là xong rồi. Nên từ khi mà quen Mèo là Mèo mua đồ tùm lum mà mua là chủ yếu là cho con này. Mua sắp đi còn vậy là cái đó không phải là tật xấu rồi, sao là tật tốt. Thôi bỏ cái tật tốt đó đi, bây giờ mình đang thôi bây giờ nếu mà kể chắc là kiểu như bây giờ bạn cũng chưa tìm hiểu được cái tật nào đâu, nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn, tức là perfect nhất luôn. Perfect nhất của con thì con muốn vợ của con bản lĩnh hơn. Bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình. Mình có thể chủ động mọi thứ. Thì Mèo đang làm tốt điều đó là quản lý con giao lại việc quản lý cho nhóm, các bạn nhỏ đó mọi thứ, để Mèo trở thành một cái gì đó là thay con, để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo. Con có việc đó là con phải tự edit clip, con tự phải làm fanpage, con phải tự dạy rồi lấy chương trình tìm nhạc, cắt nhạc, rồi bắt đầu là làm ảnh, làm poster rồi nhiều thứ. Bây giờ là những đấy là lý do tại sao Mèo học media là Mèo cũng làm lại. Bây giờ con bạn giao qua cho Mèo là Mèo đã làm được bao nhiêu phần trăm cái điều con mong muốn rồi? Dạ, chắc là được 50% rồi đó. Ôi, cố gắng đi con, cố gắng thêm 30% nữa. Mặc dù 22 tuổi nhưng mà đã làm cô rất là tâm phần 60 bạn rồi. Ôi, tốt quá. Quá hay. Rồi giờ tới Mèo nữa con. Dạ. Những tật xấu của bạn Quyền này là gì? Dạ, tật xấu của anh Quyền không biết. Tại vì ở nhà anh Quyền làm cũng nhiều lắm nên là tôi cũng không biết. Không biết được tật xấu gì đâu. Bên ngoài á, bên ngoài xã hội thì sao? Bên ngoài tính hay không, rồi có ga lăng với phụ nữ, với phụ nhiều nữ khác hay không? Dạ, tật xấu anh Quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh Quyền đi tập á thì anh Quyền hay ném
ném giày các bạn á. Nóng tính đúng không? Dạ rất là nóng tính, nhưng mà khi mà không có giày để ném thì ném luôn điện thoại. Trời ơi. Dạ, nên là con phải đi sửa hoài luôn. Có nóng tính nè, cọc nè, đúng không? Khi mà mấy bạn tập không tập trung là cứ ném giày, mà ném không được là cứ ném điện thoại. Mà con nhớ lần mà nhớ nhất á là cái điện thoại nó ném, tại nó nát quá rồi nên là phải mua luôn cái điện thoại mới. Như vậy là xả cơn giận nhưng mà hư tổn hao tài sản, đúng không? Đó, còn nóng tính, nữa không? Nóng tính, cọc tính. Dạ. Còn gì nữa không nè? Có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là không, anh Viền dọn lắm, Viền ở nhà anh Viền dọn hết nên là không không, nó có cái này cũng có thể gọi là tật xấu nè, có nghĩa là kỹ quá đó, kỹ tính quá, coi như là ngăn nắp quá luôn á, đôi khi đúng là tật xấu. Thì không biết rằng là cái kỹ lưỡng của anh là nó ở mức độ nào, 100% hay là 80% hay là cũng phải 80-90% á, tại vì anh Viền rất là ngăn nắp á, thích mọi thứ rất là phải gọn gàng. Như thế này nè, có những người gọn gàng, những người rất là ngăn nắp, nhưng ở chung với cái người mà không có ngăn nắp á thì hay có cái dấu hiệu như thế này, vừa làm mà vừa cầm ràm, vừa làm mà vừa nói sao quăng vậy, sao quăng vậy, có la con không? Vừa làm vừa la không? Dạ không, anh Huyền tự làm, tại vì bình thường á anh Huyền mà anh Huyền có tiết chạy buổi sáng thì anh Huyền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ, cái anh Huyền tự làm luôn, cũng cho con ngủ nha. Mới ra chị ơi, mới ra. Thật ra là con cùng hiểu được là Nang bằng con tuổi như vậy. Bởi vì sau này đến lúc một tuổi nào đó thì mẹ sẽ trải qua cái cảm giác của con là ở một công việc nào trường đấy. Thì con bây giờ con cứ làm cho mẹ đã để cho mẹ có thời gian học nhiều đã. Chứ bây giờ tuổi này con chơi mà, tụi con cũng muốn đi chơi nhiều hơn là sinh con. Không, tại mèo cũng đang đi học mà. Thì mèo có mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì không? Dạ. Đừng quan điện thoại nữa thí dụ. Đúng rồi, đừng quan điện thoại nữa tốn tiền. Bớt nóng tính đúng không? Dạ. Bớt nóng tính. Thật ra cái sự nồng tình của con á là nó ở trong cái phòng tập á, để cho mọi người phải focus vào con, để mình tập trung tụ cái tập phẩm của mình phải làm rất là nhiều. Ném sắm thám á, chiếc dây của ném điện thoại là cọc mà, nhưng mà ném dây là mang tính rất là vui, bởi vì các bạn cứ luôn luôn sợ chiếc dây của con là cứ bay vào đầu, bởi vì chạy kiểu gì con cứ quăng cho nó trúng, có gì quăng nhắm chơi mà chạy kiểu gì nó cũng trúng đầu ấy. Đúng không? Trúng hết không? Trúng hết 100%. Vậy đó, hay vậy. Ví dụ đang tập ở đây đúng không? Bạn kia quên bài cái thế. Con nhìn đây này. Quăng cái chạy tới kia dính. Mà có quăng dây nào vậy? Dây dạ, nào dây, dây kia tao chịu, dây này là chuyện như vậy. Dây này chúng cái gót chết luôn á. Dạ, dây mùa rồi là dây này. Đó sao? Dây mà dây đã bánh với dây này là xác định là con không giảm luôn. Mà con mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì thêm nữa không? Ngoài cái việc là quăng đồ với nóng tính. Dạ. Chứ con nghĩ anh Quyền cần giống như là khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể giữ sức khỏe hơn. Tại vì anh Quyền tập rất là khuya, cứ có hôm là đi từ 6 giờ sáng mà tới 3-4 giờ đêm mới về. Bất chấp luôn. Nó đập nó chắc đi thi mới tập giữ. Dạ đúng rồi, còn đi thi và là nhiều công việc, bởi vì con phải cân bằng nhiều thứ. Cuộc thi cũng sẽ quan trọng nhưng mà mình phải là một cái đường dài mới để mình xây dựng những cái công việc bên ngoài nữa. Thì thôi tuổi trẻ mình nhưng mà về đây thì con đã có những người học trò tốt, có những người bạn cũng như quá như con vậy, và các bạn đó cũng sẽ bởi công việc của con để cho con tập trung vào những gì cần chỉnh thôi. Còn cái tuổi đó thì con cảm thấy là cái thời điểm đó con khá là mệt, nhiều lúc á con lại sẽ chở méo mà con mắc con như vậy. Có hôm là đang chạy xe mà tung luôn, là con cứ phải lắc là anh ơi dậy đi, anh ơi tỉnh đi, mà đang chạy xe có hôm là tung vô xe rác luôn. Vậy là giờ con mong muốn điều đó là hoàn toàn hợp lý nha. Đúng rồi đó con ơi. Có hôm là đi về là ngủ ngoài sofa luôn, mà mở cửa tan hoang vậy á, là không, anh Quyền quá mệt rồi á, cứ đi vô là nằm đâu cũng ngủ được hết, xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn. Đúng rồi. Thường cái bệnh này là những biên đạo múa là hầu như là ai cũng mắc phải á, tại vì cái lúc mà làm việc á bị hăng lên á, hăng lên rồi không có kiểu giống như cái dây đờn á mà nó căng lên, nhưng mà mình biết là nó căng đó, nhưng mà từ lúc đó mình nghĩ là mình cần phải căng như vậy để nó đạt được cái điều mình đang mong muốn. Nhưng mà thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ngưng cái đó lại. Dạ đúng rồi. Con phải điều tiết lại, đúng không? Con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả. Nếu con muốn xây dựng một nhóm và một đúng bạn rồi. Và một gia đình, con quay lại cùng nhau để mình họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc, trải nghiệm được cái thời gian của mình trải qua và bắt đầu sẽ bớt công việc cho mình hơn. Ok. Bắt đầu là từ bây giờ là được rồi. Dạ, đó, 28 đúng không? Dạ đúng rồi. Là cô nghĩ là được rồi đó, là phải làm theo cái mong muốn của vợ con là cô thấy cực kỳ chính xác luôn á. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, và chúc cho hai con sẽ luôn vui tươi như thế này và mãi mãi hạnh phúc nha. Rồi xin chào, chúc nữa chúng ta gặp lại.